Khánh đã chính thức quay trở lại tự động Fix Full Lỗi, bảo hành trọn đời duy nhất tại Max Mobile. Cháu bạn trên tay của mình đây đó chính là chiếc Xiaomi Mi 7, một mẫu flagship đến từ nhà Xiaomi, mới được ra mắt cách đây không lâu, và trong video này thì chúng ta hãy cùng nhau trên tay xem cái sản phẩm này nó có những cái gì nhé. Đầu tiên về phần thiết kế thì các bạn có thể thấy rằng thiết bị của chúng ta rất là vuông vức, nam tính. Khi nhìn vào thì chúng ta có thể liên tưởng đến một mẫu Lumia Z17 mình cũng đã trên tay cách đây không lâu. Và tuy nhiên thì mặt lưng của thiết bị chúng ta sẽ được hoàn thiện từ chất liệu kim loại phay xước với các đường tròn đồng tâm rất là bắt mắt ở đây. Và chính giữa này chúng ta sẽ có một cảm biến vân tay, một chạm giúp chúng ta có thể bảo mật cũng như là mở khóa thiết bị một cách rất là nhanh chóng. Phía bên trên này chúng ta sẽ có cụm camera kép với 16 và 8 megapixel. Với cái camera phụ này sẽ góp phần chúng ta là tạo độ sâu trường ảnh cũng như là cho chúng ta có thể chụp ảnh xóa phông. Bên cạnh sẽ là đèn flash đơn thôi. Trong khi xu thế chúng ta đang là kép rồi thì 4 thì Xiaomi vẫn đang trung thành với lại đơn mà thôi. Bên chính giữa chúng ta sẽ có một cái mic thu âm phụ, chúng ta có thể là thu âm một cách tuyệt vời hơn. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái loa ngoài này, hai con ốc khá là to và một chiếc jack gắn tai nghe 3.5mm. Cùng với đó chúng ta sẽ có mic thoại. Và một điểm cực kỳ đáng tiếc trên thiết bị này đó chính là chúng ta vẫn sử dụng cái cổng micro USB thông thường thay vì Type-C đang rất là phổ biến ở thời điểm hiện tại. Phía bên cạnh trái này chúng ta sẽ có khay SIM và thiết bị của chúng ta sẽ hỗ trợ 2 SIM và một thẻ nhớ. Phía bên trên này chúng ta sẽ chống trơn, không có cái gì cả. Phía bên cạnh phải này chúng ta sẽ có phím nguồn và tăng giảm lượng được hoàn thiện rất là tốt với độ nảy và độ đàn hồi rất là tốt để chúng ta có thể dễ dàng bấm. Phía mặt trước đây chính là cái điểm nhấn của thiết bị này. Chúng ta sẽ có một màn hình với độ lớn là 6 inch, độ phân giải là Full HD cộng với tỷ lệ đang rất phổ biến đó chính là 18:9, cho phép chúng ta có thể thấy rằng màn hình của chúng ta rất là dài trong khi thiết kế tổng thể rất là nhỏ gọn. Ba phím điều hướng của Android sẽ được đẩy về bên trong và phía bên dưới chúng ta sẽ có logo Xiaomi rất là nổi bật ở phía bên trên dưới này. Và phía bên trên chúng ta sẽ có camera phụ với độ phân giải là 8 megapixel, loa thoại và các cảm biến đó cũng khá là đơn thuần thôi. Về phần cấu hình thì thiết bị của chúng ta đang sử dụng con chip Helio P30 cùng với dung lượng RAM là 6GB. Với cấu hình như này thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là chơi những cái tựa game nặng nhất trên CS Play một cách là tuyệt vời nhất. Và về phần camera thì đây chính là một cái điểm cộng của chiếc Xiaomi M7 này. Thì thiết bị chúng ta có rất nhiều chế độ chụp, ví dụ như là chúng ta có thể chụp là 3D tương tự như là mẫu Sony cao cấp nhất hiện tại. Bên cạnh đó thì các cái tính năng như là panorama này, video, photo, rồi thì face beauty. Cái tính năng face beauty này mình nghĩ rằng các bạn nữ sẽ rất thích. Ở đây này thì các bạn có thể thấy rằng cái da mặt của mình nó đã mịn và nó hồng hào như kiểu mông em bé luôn, cực kỳ là đẹp. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có cái có thể là quét cái QR code, rồi thì translate, một tính năng cực kỳ hấp dẫn trên những mẫu Galaxy Note của chúng ta. Chúng ta có thể là dịch ngay trực tiếp. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta chưa có ngôn ngữ tiếng Việt, rất mong là sau này chúng ta sẽ có thể là cài được tiếng Việt để dịch ở đây. Về mặt phần mềm thì Xiaomi M7 đang chạy trên phiên bản Amigo OS 5.0.2 dựa trên nền tảng là 7.1.1, và mình hy vọng rằng cái thiết bị này của chúng ta có thể lên phiên bản Android 8 để có thể cải thiện nhiều thứ hơn. Và về phần pin thì chiếc máy của chúng ta đang sở hữu viên pin cực kỳ khủng với dung lượng là 4.000 mAh. Và nhà sản xuất có quảng cáo rằng thiết bị của chúng ta có thể sử dụng thoải mái trong vòng 2 ngày. Và rồi là bài trên tay nhanh cái sản phẩm Xiaomi M7. Các bạn thấy sao về chiếc máy này thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía phần bình luận. Một lần nữa thì cảm ơn cửa hàng D-Store đã hỗ trợ Max Channel sản phẩm để có thể trên tay cho các bạn. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Max Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá. Và đừng quên tham gia vào group Max Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Max Mobile nhé.